Đây là anh em, rất là vui. Hôm nay lại được chạm một em Sophie. Đây, tổng quan nhập bên kia về như này. Đây là chiếc Sophie Pro 11, đây là cấu hình 512. Đây là hàng này bên mình là hàng nhập từ Mỹ nhé. Đây là hàng nguyên siêu này. Thì khác với thị trường thì bên mình sẽ là hàng nguyên siêu. Đây hàng nguyên siêu. Đây là anh khách hàng thì anh qua xem bị bóc. Thì đa phần ở Việt Nam thì máy này thì cũng sẽ có, nhưng mà sẽ đa phần ra nữa sẽ không được nguyên siêu bóc như thế này. Đây thì bên mình cam kết là hàng nguyên siêu từ Mỹ. Và đây là một bộ bàn phím với lại bút là theo máy luôn. Đây là có nút Copilot, là nút AI để kết hợp với máy. Với bản Pro 11 này là đã có AI rồi. Đây là chuột thì cũng là chuột Sophie. Tất cả hàng này nguyên siêu hết. Thì đây anh khách thì anh tự tay bóc lên, anh cứ bóc lên. Thì bọn em sẽ quay máy. Đấy, đây là bản màu đen như thế này nhá. Thì bản 256 thì nó chỉ có màu bạc. Từ bản 512 thì nó sẽ có 4 màu, là màu đen, màu vàng cát, màu xanh và màu bạc. Xin chào 255 người đang xem nhé. Đấy, con này đây, rất là hot. Bên trong là sẽ có máy với lại sạc đi kèm. Cui nốt, đây là bộ bàn phím và bút. Đây là cận cảnh trên tay thực tế nhé. Đây là chiếc máy này. Nó giống như kiểu một chiếc iPad thôi. Nhưng mà khác với iPad thì là dùng hệ điều hành iOS, còn đây là hệ điều hành Windows. Thì nó sẽ cài được rất nhiều phần mềm khác, giống như kiểu một dùng chiếc máy tính bình thường. Rất mỏng, nhỏ nhẹ, rất là đẹp. Nó sẽ có camera này. Nói chung là bên mình sẽ có rất nhiều video rồi. Nhưng mà đây là cái màu đen thực tế cầm trên tay bản 512. Thì mọi lần thì bên mình sẽ giao cho khách thì khách tự lấy thôi. Đây anh khách qua trực tiếp thì sẽ như thế này. Bàn phím luôn. Đấy. Anh thử lắp bàn phím này. Đây nó sẽ kèm một bộ bàn phím và bút thì nó giống như một chiếc iPad bình thường. Cầm rất nhỏ nhẹ, phù hợp cho công việc đi công tác hay là đi gặp đối tác hoặc là cà phê mình làm việc ấy. Rất là tiện lợi. Tổng quan thực tế này. Anh bấm kích hoạt này. Bình thường những cái bạn này thì bên mình phải order trước tầm 4 đến 6 tuần. Và đợt này nói gì không? Về cái lô hàng nó có quay cận cảnh ngay, không cần